Nam Linh muốn hỏi một câu là Trang có biết combat là gì không? Combat à? Ừ. Nam Linh biết tiếng Anh mà. Thực ra là Nam Linh là rất là biết tiếng Anh, nhưng vấn đề là Nam Linh không biết cái từ đấy ra tiếng Việt. Combat mà nếu mà bây giờ mà các bạn trẻ hay dùng trong chơi game, nhưng mà Nam Linh muốn dùng cái từ này liên quan đến thể dục thể thao. Nói đến thể dục à? Hình như là Phan Trang cũng được biết đến giống như là bài thể dục, nhưng mà với những cái động tác rất là mạnh mẽ của Nam Linh. Và xin mời Nam Linh với các bạn hãy cùng thử theo dõi một phóng sự sau đây để biết rõ hơn nhé. Tôi biết đến bộ môn này thông qua bạn bè giới thiệu, và ở bên nước ngoài thì môn này đã bắt đầu được khoảng 15 năm, nhưng ở Việt Nam thì nó vẫn là môn mới khoảng 2-3 năm trở lại đây. Và môn này thì xuất phát từ bên New Zealand. Một buổi học combat thì sẽ có 10 bài tập trong vòng 60 phút và sẽ dàn trải từ phần khởi động cho đến những bài tập tiếp theo là các bài combat hay power training để đốt mỡ và luyện tập các phần khác nhau trên cơ thể để thon gọn hơn. Và đến bài cuối cùng chúng ta sẽ giãn cơ. Combat là một bài tập nhóm được lấy cảm hứng từ một số lĩnh vực khác nhau và các môn võ thuật như taekwondo, tai chi và boxing. Gia nhập combat, các học viên sẽ được tập luyện như các chiến binh. Họ sẽ phải thực hiện những động tác giống như võ thuật theo cách của họ để tiêu thụ calo, các nhịp tim, giúp máu lưu thông tốt hơn. Cứ 3 tháng một lần, module mới lại được phát hành. Các giáo viên sẽ hướng dẫn học viên tập luyện những động tác mới. Điều này sẽ giúp học viên luôn cảm nhận được sự mới mẻ của môn tập. Lợi ích đầu tiên của combat là để giảm cân. Combat chúng ta sử dụng hầu như là toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể. Chứ chúng ta không chỉ sử dụng những nhóm cơ mà chúng ta nhìn thấy như là chân và tay. Bởi vì khi chúng ta đấm đá thì bụng chúng ta cũng phải gồng để giữ cơ thể thăng bằng. Và đó chính là tác dụng vào phần lõi bên trong. Và sau đó là luyện tập đến nhịp tim. Bởi vì khi chúng ta tập combat thì chúng ta sẽ hoạt động liên tục và không ngừng lại giữa các bài. Đấy là điểm khác biệt giữa combat và một số môn tập khác. Bên cạnh những động tác mạnh mẽ và dứt khoát, sự kết hợp giữa tập thể dục aerobic và kỵ khí, một trong những cách tốt nhất để đốt cháy calo nhanh chóng và mạnh hơn, khiến cho bài tập combat giúp bạn nữ muốn giảm cân nhanh chóng cảm nhận được hiệu quả của môn tập. Môn combat này hoàn toàn mới với em. Những động tác ở đây em chưa được tiếp xúc, nhưng mà sau 2 tháng tập, trong những buổi tập đầu tiên thì em thấy nó cũng không quá khó. Tập thành thói quen thì cũng muốn tập, không muốn bỏ đi. Thì sau gần 2 tháng tập thì em thấy cơ thể khỏe lên, cũng có ích trong việc giảm cân. Combat xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu và cũng còn khá mới lạ với nhiều người. Tuy nhiên, với sự khỏe khoắn và tác động tốt của bộ môn này mang lại thì đây sẽ là một sự lựa chọn phần nào giúp tăng thêm hứng thú tập luyện cho những ai đang tìm kiếm một bộ môn thể thao thích hợp cho riêng mình. Bây giờ thì chắc chắn là Nam Linh đã hiểu hơn thế nào là combat rồi, mà Nam Linh có vẻ định theo tập hay sao nhỉ? Không, Nam Linh chỉ định hỏi cho biết vậy thôi.